Dạ vâng, Lê Ngọc xin mời quý vị trở lại với phần tin của NVR trong ngày hôm nay với luật sư Nguyễn Hoàng Duyên. Lê Ngọc xin chào anh Duyên. Nguyễn Hoàng Duyên xin kính chào quý khán giả và chào Lê Ngọc. Dạ thưa vâng, nhanh chóng bước vào những bản tin của ngày hôm nay vì thưa với lại anh Duyên và quý vị, chúng ta đã biết là mọi người đều trông chờ là Quốc hội mở cửa ngay lập tức đi, đừng vì những cái lý do về chính trị. Vì chúng ta đã biết ngày hôm nay đã bước qua ngày thứ 33 rồi, có quá nhiều những cái sự ảnh hưởng rất là tiêu cực trong cái việc mà chính phủ vẫn tiếp tục đóng cửa. Thì thưa với luật sư Duyên, ngay trong những giây phút đầu, Lê Ngọc đã tường trình đến với quý vị là ngày mai, ngày thứ 5, thì Thượng viện Mỹ sẽ bỏ phiếu để mà đề xuất mở cửa lại chính phủ. Và trong cái đề xuất này đã có hai dự luật vừa mới được ra. Và như vậy, Quốc hội Mỹ cũng đang tìm những cái phương án để mở cửa lại chính phủ. Cái dự luật thứ nhất mà Lê Ngọc gửi đến đó là có vẻ là cái đề xuất thỏa hiệp của Tổng thống Donald Trump trong cái chính sách nhập cư DACA của ông để mà ông phải có được cái số tiền 5,7 tỷ Mỹ Kim. Rồi cái đề xuất thứ hai thì là cấp ngân sách cho chính phủ ngắn hạn cho đến ngày 8 tháng 2 để mà hai bên có thời gian thảo luận về vấn đề an ninh, biên giới và ngay cả vấn đề nhập cư. Thì hiện nay với những cái bế tắc trong cái nỗ lực mở cửa lại chính phủ ở Quốc hội, thì luật sư Duyên nghĩ là cái vấn đề này, cái viễn cảnh này sẽ có được một sự thỏa thuận trong ngày mai hay là nó vẫn còn là một sự bế tắc, nó vẫn còn là một cái sự mênh mông, thưa luật sư Duyên? Cho tới giờ phút này thì cái chữ mênh mông của Lê Ngọc đúng, cho tới giờ phút này không có ai rõ đó, nó rất là mông lung. Tại vì hai cái dự luật thì một cái dự luật do bên phía bên Tổng thống Trump đưa qua, và khi mà đưa qua thì Thượng viện họ cũng thảo rồi ngày mai Mitch McConnell cho Thượng viện bầu đó. Thì thứ nhất là vẫn đòi 5,7 tỷ để mà xây tường. Và cái thứ hai là cho 3 năm mấy cái người DACA đã được hưởng cái quy chế gọi là được ở đây, được đi làm vân vân, nhưng mà vẫn chưa có cái đường hướng để cho họ có thẻ xanh. Nhưng mà cái quan trọng nữa là trong cái những cái điều khoản mà bên phía bên tòa Bạch Ốc đề nghị đó, thì có thêm một cái khoản nó kỳ lạ lắm, tức là yêu cầu là những cái đứa trẻ nhỏ đó, nếu mà đi theo cha mẹ mà tới nước Mỹ thì sẽ mất cái tư cách để mà xin tị nạn. Muốn xin tị nạn thì phải xin tị nạn tại quê hương của các em. Cái điều này đi ngược cái công pháp quốc tế, là tại vì công pháp quốc tế mà chính Mỹ đã đồng ý, Mỹ đã ký vào, thật sự Mỹ còn lãnh đạo cái chuyện đó nữa đó, thì nói rằng là khi một bất kỳ một người lớn hay con nít chuyện về mình mà mình bỏ quê hương mình đi, mình vào nước khác bất hợp pháp đi nữa, mình có quyền nộp cái đơn xin tị nạn tại cái nước đó. Đằng này tổng thống nói rằng là nếu mà trong cái dự luật của tổng thống đó, chỉ có nộp đơn khi các em còn ở Honduras, các em còn ở Guatemala. Chứ nếu mà các em tới Mỹ thì các em mất cái tư cách không có được nộp nữa. Thì cái điều đó cũng vi phạm cái luật công pháp quốc tế rồi, mà nó cũng đi sai cái ý nghĩa của cái chữ tị nạn rồi. Cho nên e rằng là cái dự luật của Tổng thống nó không đủ cái túc số để mà pass Thượng viện. Chưa nói chi là nếu mà đã pass Thượng viện rồi đó, xuống tới Hạ viện thì 100% Hạ viện sẽ bác, là tại vì Hạ viện bây giờ là cái đa số của dân chủ họ kiểm soát mà, chắc chắn là không có qua được Hạ viện nữa. Còn cái dự luật thứ hai là do Hạ viện họ đã chấp thuận rồi, họ đưa lên, họ nói là bây giờ mở cửa lại tới ngày 8 tháng 2 vân vân. Thì nếu mà giả sử Thượng viện mà pass á, thì sẽ đưa qua Tổng thống. Mà nếu mà Thượng viện pass mà đưa qua Tổng thống thì chắc chắn có thể nhiều phần Tổng thống cũng sẽ không có chấp thuận. Thành ra cả hai cái điều này đó, nghe thì cứ tưởng là cũng có hy vọng gì lắm, nhưng mà cái chữ mông lung nó còn. Nhưng mà hy vọng ít ra là cái bước đầu. Bước đầu là Thượng viện, là ông Mitch McConnell, ông cũng chịu khó, ông di chuyển một chút xíu đằng này. Từ trước tới bây giờ, trong 32 ngày trước cho tới bây giờ đó, là mình không nghe, không biết Mitch McConnell ở đâu nữa. Mãi cho tới cái ngày thứ 33 này mình mới nghe ổng lên tiếng một chút xíu, và ổng nói ngày mai ổng cho bỏ phiếu. Cái bước đầu là như thế cái đã. Cứ cho bỏ phiếu rồi được hay không được gì, đó là cái cơ hội để mà hai bên ngồi lại với nhau, tiến gần lại với nhau.
Chứ còn cứ khăng khăng mà không cho bỏ phiếu thì cái đó là cái điều tầm bậy nhất. Cho nên Yes Lê Ngọc vẫn còn mong đông, nhưng mà ít ra cũng thấy gọi là tin vui. Trước giờ thì tuyệt vọng mà vẫn nhìn thấy được một chút xíu cái ánh le lói ở dưới cái đường hầm thì nó vẫn tốt hơn. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, với cái thời gian quá lâu như vậy, lịch sử của nước Mỹ rồi kéo dài cái vấn đề đóng cửa, thì Lê Ngọc nghĩ là cái ánh sáng nó cũng sẽ từ từ nó sáng như là luật sư Duyên và mọi người chúng ta đều mong muốn. Nhưng mà có một cái sự kiện này, thưa với lại luật sư Duyên, khi mà chúng ta biết là cái sự kiên quyết của Tổng thống Donald Trump, ông vẫn tiếp tục khẳng định không có một cái thay đổi nào với cái vấn đề yêu cầu xây dựng bức tường biên giới. Vì lý do mà Tổng thống nêu ra, không có bức tường thì nước Mỹ sẽ không có an ninh biên giới hay là an ninh quốc gia. Nhưng mà ngược lại, bên phía chủ tịch của bên Hạ viện là bà Nancy Pelosi, thì bà lại lên tiếng phản bác cáo buộc rằng Tổng thống Donald Trump đang giữ người dân làm con tin. Tại sao bà lại nói cái câu đó anh? Người dân lại làm con tin cho cái vấn đề lý do chính mà Tổng thống Donald Trump đóng cửa, chưa có mở cửa vấn đề chính phủ thưa anh? Cha mẹ cãi nhau mà mình bắt con bỏ đói ngồi đó chờ đó, thì cái đó chính là con tin đó. Thì thành ra ngay bây giờ cái dư luận của nước Mỹ khi mà họ nhìn ra sự việc đó, 56% đang đổ lỗi cho Tổng thống và bên phía Cộng hòa, 36% nó thì đổ lỗi cho Dân chủ, còn cái số còn lại thì họ im lặng, họ không có lên tiếng đó. Nó cho thấy rằng là cái việc mà tự nhiên lôi cái việc mà đóng cửa chính phủ nó gắn liền với bức tường đó, nó cho thấy rằng là Tổng thống đang dùng những cái người mà làm việc, đang dùng những người mà đang làm việc cho liên bang đó làm con tin, có nghĩa là mình đấu đá lẫn nhau, mình vẫn bỏ đói mấy người đó, mình dùng cái người đó giống như là một cái con cờ để mà mình đặt lên trên cái bàn mình thương lượng đó. Cho nên cái chữ mà dùng cái những người đó làm con tim chỉ vì như vậy. Và từ miệng Tổng thống tuyên bố ra, mình mới thấy là cái ý định, cái intent của Tổng thống cho mình làm giữ mấy người này làm con tim nó rõ lắm. Tổng thống nói là ca ngợi những người này, nói là những người này là những người yêu nước, có nghĩa là đứng cùng về phía Tổng thống để mà chiến đấu mà. Và cho Tổng thống nói là chúng ta sẽ win big, chúng ta sẽ chiến thắng vĩ đại, có nghĩa là nhờ cái sự bỏ đói này, áp lực bên kia thì bên kia sẽ nhượng bộ, do đó chúng ta sẽ thắng lớn, có nghĩa là dùng cái sự đói kém của người ta làm để dùng người ta để làm con tin chứ còn gì nữa. Rồi mà Tổng thống rất là mâu thuẫn với chính mình, mới cái những cái ngày đầu của cái cuộc đóng cửa thì Tổng thống nói là trong cái đám mà bị đói đó toàn là Dân chủ không à, chứ không có Cộng hòa trong đó, nói những cái điều nó vừa sai sự thực mà nó vừa nói lên cái ti tiện trong cái tâm thức của Tổng thống đó, mà Tổng thống vẫn nói tỉnh bơ thôi à. Cho nên yes, trong cái việc này hai bên đang tranh cãi thì làm ơn đừng có bỏ đói những người này nữa. Người ta không có dính dáng gì tới cái chuyện mà bức tường của Tổng thống đó. Tổng thống muốn thì Tổng thống mở cửa đi, rồi cứ ngồi xuống muốn tranh thủ gì về bức tường, về di dân gì đó thì cứ tranh thủ, chứ cứ mỗi một lần mà đụng chạm với nhau như vậy rồi lại dùng cái quyền của mình để mà đóng cửa chính phủ, để chờ, để yêu cầu, giống như là làm áp lực đó, là chính phủ, là bên phía bên quốc hội phải nhả tiền ra cho mình thì mình mới chịu mở cửa trở lại, thì cái đó là rõ ràng dùng những cái người công nhân của liên bang làm con tin cho mình trong cái cuộc tranh cãi. Trở lại với Liệu. Vâng, và cũng khi mà nói đến những dự luật rồi những gì đang xảy ra ở quốc hội đó, thưa với lại luật sư Duyên, thì cũng trong ngày hôm qua mới đây thôi, Hạ viện của Hoa Kỳ vừa mới thông qua một dự luật, mà dự luật này lại ủng hộ cho khối NATO, qua đó thì sẽ ngăn Tổng thống Donald Trump rút ra khỏi Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO nếu mà thật sự Tổng thống sẽ quyết định thực hiện cái bước đi này. Mà cái số phiếu Lê Ngọc thấy đó, thưa với luật sư Duyên, tới 357 phiếu thuận, chỉ có 22 phiếu chống, do đó các nghị sĩ của bên Hạ viện đã thông qua dự luật này.